Trong nhà em giờ có một tủ chỉ để chứa đồ của anh Quân, mũ, truyện, sách anh ạ. Sẽ ủng hộ anh, em, một người em của anh. Cảm ơn em bạn rất là nhiều, cảm ơn Duy rất là nhiều vì điều đó. Có rất là nhiều những người đã ủng hộ tôi trong quãng thời gian qua một cách vô điều kiện luôn. Tôi rất là hạnh phúc với là chuyện đó. Và mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. À, trận đấu giữa Arsenal